Hiện nay tỷ lệ người mắc ung thư ở nước ta đang rất cao và có chiều hướng ngày càng gia tăng. Những dạng ung thư dễ mắc phải và có tỷ lệ người nhiễm cao đó chính là ung thư gan. Hiện nay thì thuốc điều trị ung thư gan rất là ít và có hiệu quả rất thấp. Vì vậy nắm được thông tin cây an xoa chữa bệnh gì là vô cùng cần thiết. Giải pháp chọn cây thuốc nam để hỗ trợ điều trị ung thư gan được rất là nhiều bệnh nhân quan tâm. Hiện nay thì một trong những cây thuốc nam có tác dụng hỗ trợ điều trị ung thư gan tốt nhất đó chính là cây an xoa. Cây an xoa hay còn gọi là cây thâu kén lông là một cây thuốc nam mọc ở rất là nhiều ở các khu rừng nhiệt đới. Khắp các tỉnh từ Bắc chí Nam đều có sự phân bố của cây an xoa. Theo kinh nghiệm của người dân vùng núi phía giáp ranh giữa Việt Nam và Campuchia, những bệnh nhân ở đây bị ung thư gan, xơ gan cổ trướng, dùng nước sắc từ cây an xoa thì chức năng gan rất là tốt, giúp ổn định tế bào gan và phục hồi chức năng gan rất là nhanh chóng. Điển hình là ở Bình Phước đã có rất nhiều bệnh nhân bị ung thư gan giai đoạn cuối, bệnh xơ gan đã khỏi bệnh nhờ cây an xoa. Cây an xoa là một cây thuốc mới được sử dụng trong một vài năm gần đây, vì vậy công dụng của cây thuốc này thì vẫn khá ít người biết tới. Chính vì vậy mà câu hỏi đặt ra của rất là nhiều bệnh nhân đó chính là cây an xoa điều trị bệnh gì? Và hôm nay ở video này thì tôi sẽ trả lời kỹ câu hỏi này. Tác dụng của cây an xoa là giúp điều trị bệnh xơ gan, hỗ trợ điều trị bệnh ung thư gan, phục hồi lại tế bào gan và hạ men gan, điều trị vàng da do chức năng gan bị suy giảm. Cách dùng cây an xoa thì cũng rất là đơn giản. Mỗi ngày bạn lấy 100g cây an xoa, sắc với 1 lít rưỡi nước, đun sôi nhỏ lửa khoảng 15 phút, rồi cắt nước uống thay nước trong ngày. Một số lưu ý khi bạn sử dụng cây an xoa để làm thuốc là khoảng 10 ngày đầu dùng thuốc thì cây an xoa sẽ tác dụng vào cơ thể. Bệnh nhân thường cảm thấy cồn cào, khó chịu. Bạn đừng lo lắng, đây là những tác dụng tốt tới cơ thể. Đây là cơ chế đào thải độc tố của vị thuốc này. Sau thời gian khoảng 10 ngày thì các biểu hiện trên sẽ hết và bệnh nhân sẽ dần hồi phục lại sức khỏe. Hiện nay thì tại Thảo Dược Đức Thịnh đang có bán cây an xoa nguồn gốc thu hái từ tự nhiên, cây thuốc rất là sạch. Được thu hái hoàn toàn từ tự nhiên nên chất lượng đảm bảo tuyệt đối. Các bạn có nhu cầu mua cây an xoa thì có thể gọi đến số hotline của công ty Thảo Dược Đức Thịnh để được nhân viên tư vấn cụ thể và giao hàng tận nơi ạ.